Những cánh rừng chết khô vì thiếu nước, những quả đồi khoét sâu như những hố bom. Bình Thuận, môi trường tan hoang bởi nạn khai thác lậu titan trước sự bất lực của người dân. Tôi rất nhiều lần đề nghị là dừng lại, không nên cho khai thác titan ở đây nữa. Một đại công trường khai thác lậu titan rầm rộ giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, nhưng cơ quan quản lý ở địa phương lại không hề hay biết. Xuống kiểm tra thì là hầu hết là nó đóng nhà máy, không có ngưng hoạt động, không có khai thác. Vậy ai giám sát, ai chịu trách nhiệm trước nạn khai thác titan lậu tàn phá môi trường? Khai thác titan tàn phá môi trường tại Bình Thuận đang là một câu chuyện nóng trên nghị trường Quốc hội, khi mà chiều qua đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về vấn đề này. Tỉnh Bình Thuận là địa phương có trữ lượng titan lên tới gần 600 triệu tấn, chiếm 92% lượng titan của cả nước. Tỉnh này hiện có 25 doanh nghiệp xin khai thác titan, 8 trong số đó đã được cấp phép, nhưng mới chỉ có 4 doanh nghiệp đã xây dựng mỏ khai thác, số còn lại thì đang xin phép hoặc là đã hết hạn. Nhưng mà để hoạt động thì các doanh nghiệp còn phải có giấy phép con là khai thác nguồn nước. Điều này thì 100% các doanh nghiệp chưa có. Vì vậy mà từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tạm dừng khai thác titan trên địa bàn tỉnh. Nhưng trên thực tế, hoạt động khai thác lén lút vẫn diễn ra với quy mô cực lớn trên diện tích hàng ngàn hecta. Đại công trường khai thác titan Phú Hiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Trời vừa rạng sáng, cũng là lúc cả công trường hàng chục hecta rền vang tiếng máy. Nhưng chỉ cần thấy người lạ xuất hiện, tất cả lập tức ngừng lại. Máy móc bỗng im bặt, các công nhân thì tìm mọi cách lảng tránh máy quay. Thì nó đâu có làm đâu. Chẳng biết mỗi ngày họ đi ngang qua mảnh đất này bao nhiêu lần, nhưng vài giờ sau, chỉ cần vắng bóng người lạ, cảnh khai thác rầm rộ như thế này lại diễn ra. Sẩm tối, khi dàn bảo vệ hàng chục người phát hiện sự có mặt của chúng tôi, điệp khúc giữ người, tắt máy lại diễn ra. Không khai thác. Trong quá trình đi kiểm tra thì phường tôi là xuống kiểm tra thì là hầu hết là nó đóng nhà máy, không có ngưng hoạt động, không có khai thác. Với vỏ bọc dừng hoạt động và với kịch bản tắt máy khi có người lạ, công ty Phú Hiệp đã qua mắt được hàng chục đoàn kiểm tra từ trung ương đến cơ sở. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên VTV24, một số doanh nghiệp đang khai thác với quy mô như sau. Tại huyện Bắc Bình, công ty Đức Cảnh đang khai thác trên 64 hectare. Tại Mũi Né, công ty Phú Hiệp khai thác trên 807 hectare. Công ty Đầu tư Sài Gòn khai thác hơn 156 hectare. Khai thác titan bắt buộc phải sử dụng rất nhiều nước. Trong giấy phép xin khai thác nguồn nước thì 5 doanh nghiệp khai thác titan đã xin mỗi ngày khai thác 39.000 mét khối nước. Con số này lớn hơn hẳn mức 28.000 mét khối nước ngầm mà cả một dải ven biển 192 km ở Bình Thuận có thể có khả năng cung cấp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của mỗi người dân, của người dân mỗi ngày. Với đặc thù là địa phương khô hạn nên tại Bình Thuận, nguồn nước là một tài nguyên đặc biệt quý hiếm. Do đó khi mà các doanh nghiệp lén lút tiêu thụ một khối lượng nước khổng lồ để khai thác titan bất chấp yêu cầu dừng khai thác thì nguồn nước ngầm ở Bình Thuận đang bị cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến môi trường và sinh hoạt của người dân. Đất titan bắt đầu phát xuất ra làm thì tự nhiên là từ ở trong nguồn trong kia đổ ra miết ra đây là hoàn toàn nước bị mất hết, cây trái là phải chết dần dần, về vấn đề đời sống của bà con rất là khổ cực. Nó làm nó đào sâu xuống, nó đánh sâu xuống hàng trăm mấy cái đó là bắt buộc cái lượng nước ở xung quanh của nó là nó sẽ dồn về lại cái chỗ cái khu vực của nó làm, cho nên những cái cây chẳng hạn như là dương, tràm, sồi rồi những cây hoa màu bà con nó trồng ở đây là nó không đủ cái số lượng nước mà đó nó cung cấp cho những cái cây nó sinh tồn được. Theo chân người dân chúng tôi vào tận nơi và đây là một trong những cái giếng mà công ty Phú Hiệp đã đào nước ngầm để dùng nước đó để tuyển quặng titan.
cái khu vực ven biển á, mà đặc biệt là những khu thế này mà làm titan là kẹt nhất là món nước. Mà khu này khu khô hạn thấy đâu dành đấy. Trong những năm qua, với việc cấp 8 giấy phép khai thác titan trên địa bàn tỉnh, Bình Thuận đã thu về được gần 158 tỷ đồng tiền thuế. Thế nhưng con số này chẳng thấm vào đâu so với việc tỉnh này phải xin ngân sách trung ương gần 1.000 tỷ đồng để đưa nước lên độ cao 150 mét cứu rừng, cứu đất sản xuất trước nguy cơ hoang mạc hóa. Không chỉ gây cạn kiệt nguồn nước, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cảnh báo về mức độ ảnh hưởng phóng xạ từ hoạt động khai thác titan lậu. Theo kết quả mới nhất của Viện Địa lý Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận công bố, hoạt động phóng xạ tại khu vực khai thác titan của Bình Thuận cao hơn từ 2,5 đến 26 lần so với quy chuẩn của Việt Nam. Các chất phóng xạ này có thể làm con người tử vong hoặc gây ung thư da, phổi và máu. Bức xúc trước nạn khai thác titan lậu ồ ạt hiện nay ở Bình Thuận, nhiều cán bộ, hưu trí và nhân dân trong vùng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong suốt nhiều năm qua, họ đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến lên các cơ quan chức năng về tình trạng này, thế nhưng đều chưa được giải quyết thỏa đáng. Dù đã 95 tuổi, ông Bình vẫn thân chinh tới nơi này để giám sát cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ông cho biết, đã nhiều năm nay, ông cùng với hàng trăm cán bộ hưu trí có ý kiến về việc khai thác titan phá hủy môi trường. Tôi đã nhiều lần đề nghị là dừng lại, không nên cho khai thác titan ở đây nữa. Nhưng mà đến chưa có tiếp thu ý kiến này. Rất đau lòng. Vì khai thác này nó không còn gì nữa hết trơn. Qua theo dõi, ông Tám, một người từng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động cấp phép khai thác titan ở Bình Thuận, đã chỉ ra sự mở rộng quy mô khai thác của các công ty, ngay cả khi đã có thông báo dừng. Công ty Phú Hiệp, năm 2016 chỉ có một hồ đang khai thác, thế nhưng đến năm 2018 đã thêm rất nhiều hồ khai thác mới xuất hiện. Dù đã yêu cầu các công ty ngừng khai thác từ năm 2016, nhưng trong báo cáo hoạt động quản lý khoáng sản năm 2017 của tỉnh Bình Thuận, thì lại có 6.644 tấn sản lượng. Nghịch lý này, đến nay chưa ai có câu trả lời. Nhóm phóng viên đã nỗ lực liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách về lĩnh vực này, và lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thừa nhận những phản ánh của VTV24 là đúng sự thật, và cho biết sẽ xử lý trách nhiệm những người liên quan. Cái việc mà vẫn còn tồn tại những cái cơ sở mà khai thác không đủ điều kiện, thì cái việc này là có trách nhiệm của các ngành các cấp. Tất nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường là cái cơ quan chủ lực, chủ công tham mưu cho Ủy ban tỉnh về vấn đề này thì không thể ngoài những cái trách nhiệm đó. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị việc xử lý tình trạng khai thác titan lậu của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tình trạng khai thác titan lậu tại Bình Thuận đến quý vị và các bạn. Còn trong cuộc họp báo mới đây của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương đã cho dừng những dự án chưa tiến hành khai thác titan và yêu cầu các doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang các ngành khác thân thiện với môi trường như là điện gió, điện mặt trời và du lịch. Trong phiên chất vấn Quốc hội vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết việc dùng nước ngầm trong khai thác titan là không phù hợp, đặc biệt là với các vùng khan hiếm nước như là Bình Thuận. Chính vì vậy, Bộ đã khuyến nghị sự cấp thiết phải áp dụng các công nghệ mới trong khai thác titan để vừa tiết kiệm nước, vừa hạn chế chất thải ra môi trường.